បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ពីចម្ងាយបាទជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងខ្នាយបាទប្រធានបទយើងតាក់ទងនឹងខ្នាយកន្លងជុំខ្នាយប្រយុទ្ធបាទដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅទស្សនានៅខ្នាយដែលចេញពីប្រភពប្រទេសចិនហើយបាននាំចូលមកប្រទេសវៀតណាម បាទដោយបងប្អូនបានឃើញហើយយើងមានច្រើនណាស់យើងមានទាំងខ្នាយប្រយុទ្ធទាំងខ្នាយកន្លងជុំលក្ខណៈលក្ខណៈបាទខ្នាយហ្នឹងគឺយើងមកទាំងធៀមបងប្អូនបានឃើញហើយមានសាសាមានទាំងកាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមានឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានគេដាក់ខ្នាយហើយគេចងកស៊ូគេដាក់កាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយបងប្អូនទៅក្រោយអញ្ចឹងណាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមទស្សនាលេងបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានឃើញថា នៅតំបន់អាស៊ីយើងខ្នាយគេមានពូជស្តៀងស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រភេទខ្នាយដែលមានពូជស្តៀងនៅប្រទេសឡាវដូចគ្នាគាត់ថានៅខាងប្រទេសចិនគឺវានៅទូជទូជាងផនឡាវផនឡាវរៀងធំធំជាងណាបងប្អូនបាទកាក់ហ្នឹងគេតំណាងឲ្យនៅពេលដែលគេបោះដុំទៅម៉ួយគេណាអញ្ចឹងគេមិនប្រាប់តម្លៃច្រើនទេពីព្រោះដោយសារ ខ្នាយជុកប្រេងវាមានរាប់រយវ៉ាន់គូខ្លះច្រកបាយខ្លះច្រកអបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេចំណាយកាក់នឹងហើយដូចថាកាក់ខ្នាយមួយគូតម្លៃបាន 10 វ៉ុន 20 វ៉ុន 30 វ៉ុនរបស់ចិនអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលគេជួញដូរដាក់ទៅប្រមាណគូហ្នឹងហើយគេនឹងគិតលុយខ្នាយលុយដែលកាក់កាក់ហ្នឹងពីឈ្មោះនោះមកវិញអញ្ចឹងឈ្មោះនោះកាលណាទៅដល់គេដឹងតម្លៃអញ្ចឹងគេដកកាក់ឲ្យចេញហ្នឹងដើម្បីលក់ចេញទៅតាមទីផ្សារនៅតំបន់អាស៊ីយើងណាបងប្អូន បាទខ្លៃវីដេអូនេះខ្លៃត្រង់ថាដាក់កាក់ស្រួលទី1បានលុយច្រើននៅពេលដែលដាក់កាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្នាយមួយដប់ដុល្លារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយដប់ដុល្លារហ្នឹងកាលណាយើងមក20ខ្នាយយើងត្រូវដាក់ខ្នាយមួយមកគូដប់ដុល្លារយើងត្រូវដាក់10ដុល្លារថែមពីលើអញ្ចឹងក្នុងមួយគូនោះបាន20ដុល្លារអញ្ចឹងមកត្រូវគិតពីលើអ្នកដតេញ20ដុល្លារអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទៅដល់មួយអ្នកដតេញយកទៅនោះគេនឹងយកកាក់នឹងចេញអញ្ចឹងដ
bà bọc ôn khơi nhá cứ khai nướng cứ màu tận khiêm đã xa cho như tha sọt sọt kế nè mình chỉ khai khai thế bây giờ vậy trường sọt cứ sọt đời chớ nè đã xa nơi bờ tây nơi tập bọn ở xì dương được chỉ chân là Việt Nam ấy vì được thảo Việt Nam nên từ chợ trường trường hay khang chân còn từ chợ đài chẳng những bạn dạy riêng khai bị phù mía ở sầm tốt bị Indonesia thế mà Indonesia chỉ khai bộ phận một sinh tiết bà được bọn ôn khơi nhảy cứ xa xa đó bọn ôn mà sân chìa bọn ôn bàn mà nè mà cú bị cú sau bẹ mạnh đấy mà rộng là sẽ bài chất ấy mới tới bà đã chân xa nhảy lên sao vậy bà xâm rạp cái lòng chung nếch xa bình tên mong hay nàn nén tàn bà mình mên chìa là bỏ xe là mạch tê vì chìa khả nái xuân cái mên chẳng hết nè hay những gì rừng chừng côm cho mình gì thế hay rừng chừng côm khá vì nên miền bắc thiên bọt từ vịt ô cào tiệt chẳng hạn này bớt sân chơi vịt ô miền ca cầm trâu khi mình đang thuê bản to từ tiệt bớt sân chơi ở miền ca cầm trâu tiệt khi mình đang ạ thuê về chẳng hạn bọn con bà đối bọn con mang khơi nhảy đi khai tráo này mặt khoa tê bọn con và ở côn bọn con bà chuẩn bị xuống bọc mai bọn con chuẩn bị sơn lành chụp khi mình đang tiệt hai tiệt tàu từ đang khai bọt tê cứ chỉ khăn ai cần lòng chung chụp bầy bập hết khăn ai vô nha bọn bọn bạn ấy cứ chỉ bập hết khăn ai Indonesia nha bọn bọn mời hai từ miền cạnh đanh mặt rẽ tra ơn đại bọn bọn trong ba mặt thân á chất bì chung mà tầng mặt chung chiếng á bạn xa nè mời nè mặt rẽ đỏ nha miền ảm rẽ banh khi xe nó mệnh lịch mùi của miền đài nha bọn bọn vì sao đó đăng tê ở lời khăn ở Việt Nam lời hình chân là khăn mình tên á bạn đi mùi nè vinh kì chìa bà phết kì lòng chúm bà tê lai nè chất khang dưỡng nè bọn bốn đây nằm chỗ tự khang bài Việt Nam bạn bọn bốn khởi nè kì dô máu đồng bây thua chì còn đầy bạn bà bàn chỗ đò sọ khmai tiết gọp sò rì nè bọn bốn bạn nè kì chìa bà phết lai được nè bạn bạn được bọn bốn bạn đằng hai chìa kà chùm nưa bọn bọn bốn khmai dưỡng lại trả chẳng nè chẳng bàn bọn phá ôn dương gật chất liệt ở ca nâng gật chẳng nành chả nông ca nằm chỗ nó bọn phá ôn
bạn nhóm thua video lực môn miền bóng bồn cất chát mà xua cất tha mà cà lô bọn man đời tì nà min bóng bồn xô mê ta cất video nhóm thua ní cư mê miền ca lụa đô rồi chuông chiêu tê cư chỉ ca bóng hai nhói bóng bồn bằng dọa khá cầm oi chanh bảo kê nà bóng bồn xô bóng bồn mơ video nhóm ở chọp hai chạm chát màu cầm mơ ở tân chọp mùi bẩn man khá nhóm ở miền lụa oi bóng bồn tê nà bóng bồn cầm trở lòng nên ngay ta bất bất tốt kê gọt ca đây bọn bọn cứ khuôn ai thế đã ai kê báo nó dễ ruộng tớ ná bọn bọn bạn xem thua vì tổ lực môn ở tân bàn ấy phóng chát mà xua tha mùi bẩn man mà cổ lô bẩn man bọn bọn mơ vì tổ chọc sân chăm dì dì thá khi nhóm thua vì tổ nó bày ở vầy đầm bày nó nà cứ nhóm bọn hai cầm mấy bọn bọn nó chanh báo kê mùi rập bẩn là lá nó bọn bọn hay kê vô mà một cái lô 20 một cái lô 70 một cái lô 100 nữa hay vô một loại bóng bóng nữa bị pra 100 tầm 1000 đô la nữa bóng bóng sẽ bay chất đi để kê bóng pra bóng bóng nữa và nhưng mà đừng dạy thầm mấy tê bóng bóng lớn nữa